Phó nghệ vĩ đắt kỷ đẹp nhất đánh trời sự nghiệp vì lùm dung đời tư. Năng đắt kỷ khiến cho chủ vương phải si mê là nhân vật thần thoại chẳng hề xa lạ đối với khán giả Việt và cũng là nguồn cảm hứng cho đông đảo các đạo diễn hoa ngữ. Có không ít mỹ nhân đình đám từng hóa thân thành nàng yêu phi nghiêng nước nghiêng thành này, nhưng cho tới nay vẫn chưa ai vượt qua được đắt kỷ đẹp nhất màn ảnh, phó nghệ vĩ. Thế nhưng vì lùm xùm đời tư phó nghệ vĩ đã tự đánh bắt sự nghiệp của mình. Sở hữu vẻ đẹp tựa búp bê khi mới 14 tuổi, Phó Nghệ Vĩ đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn và được chọn là nữ chính trong bộ phim Cô gái trong xương. Với nhan sắc nổi trội, tài năng trời cho và sự nỗ lực không ngừng rèn luyện bản thân, nữ diễn viên gặt hái được những thành tích đáng nể. Năm 22 tuổi, Phó Nghệ Vĩ giành được nhiều giải thưởng uy tín về diễn xuất nhờ bộ phim Cửu chiến binh của chúng ta. Ngoài ra, Phó Nghệ Vĩ còn gây ấn tượng mạnh qua những bộ phim như Hồng Lâu Mộng năm 1988, Ngô Tam Quế và Trần Viên Viên, Truyền kỳ tiên nữ. Có thể nói, diễn xuất của nữ nhân này đã được giới chuyên môn công nhận, khán giả yêu mến. Năm 1990, đạo diễn bộ phim Phong Thần Bảng ngọ lời mời Phó Nghệ Vĩ góp mặt trong phim với vai diễn Đát Kỷ. Ban đầu, người đẹp từ chối. Không phải tôi không muốn diễn, mà là không diễn được, Trước đó, Phó Nghệ Vĩ thường xuyên sắm những vài tiểu thư khuê các trên màn ảnh như Tiết Bảo Thoa trong Hồng Lâu Mộng, nên mới cho rằng mình khó mà lộ tả được hình ảnh đắt kỷ, quyến rũ và tàn nhẫn. Nhờ sự kiên trì của đạo diễn, cuối cùng Phó Nghệ Vĩ cũng tham gia dự án phim này và diễn sống nàng đắt kỷ ma mỉ, tàn nhẫn và thừa sử cuốn hút. Cô còn được khán giả ưu ái đặt cho danh hiệu là đắt kỷ đẹp nhất trên màn ảnh cũng nhờ thành công của bộ phim Phó Nghệ Vĩ có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Người hâm mộ cho rằng rất may Phó Nghệ Vĩ đã nhận vài diễn này nếu không trên màn ảnh hòa ngữ sẽ thiếu vắng một phiên bản đắt kỷ thành công đến vậy. Xinh đẹp và tài năng là vậy nhưng Phó Nghệ Vĩ lại lần lần tình duyên với hai lần hôn nhân đổ vỡ. Bén duyên khi hợp tác trong bộ phim Thổ Địa Thần Kỳ, Phó Nghệ Vĩ rơi vào lưới tình với nam diễn viên Dương Hiểu Đan. Năm 1986, khi mới 22 tuổi, người đẹp này đã lên xe hoa trở thành phở người ta. Tuy nhiên, mối xuyên phận này chẳng thể kéo dài được lâu khi cả hai nhận ra họ không hòa hợp, thấu hiểu nhau, thậm chí còn thường xuyên xích mích. Đến năm 1988, cặp kim đồng ngọc nữ một thời chính thức đường ai nấy đi. Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ Phó Nghệ Vĩ, tiến thêm bước nữa với sảng viên vũ đảo cao độ và sinh ra cho ông một cậu con trai đặt tên là Cao Nhạc Nam. Ban đầu, tình cảm của họ rất ổn định nhưng vết nứt hôn nhân lại bắt đầu khi mỹ nhân phong thần bảng, tái xuất sâu biết. Quay lại làng giải trí hậu sinh con, Phó Nghệ Vĩ liên tục bận mải với hàng loạt dự án phim mới được các nhà sản xuất săn đón nhiệt tình. Điều này khiến cô vô cùng mệt mỏi và quyết định rời xe buýt, thử sức với nghiệp kinh doanh, nhưng có lẽ do không gặp thời nên chẳng đạt được thành công. Ông xã Phó Nghệ Vĩ lại không hiểu được những áp lực cô phải chịu đựng khi đóng phim, nhiều lần tỏ vẻ trách móc khiến nữ diễn viên vô cùng đau khổ. Đến năm 2000, cặp đôi này chính thức tan đàn sẽ nghe. Hai lần đổ vỡ khiến Phó Nghệ Vĩ mất đi niềm tin vào hôn nhân. Trong lúc đang suy sụp về tinh thần, nàng đắt kỷ đẹp nhất lỡ xa chân vào con đường sai trái năm 2016, làng giải trí xứ Trung phải chấn động trước thông tin, phó nghệ vĩ bị bắt giữ. Điều này khiến hình ảnh và danh tiếng của nữ diễn viên Phong Thần Bảng bị ảnh hưởng nặng nề. Có thể nói, cô tử đánh mất sự nghiệp của chính mình. Sau sự việc, Phó Nghệ Vĩ công khai lên tiếng xin lỗi vì đã phù sự kỳ vọng của người hâm mộ và hy vọng có thể nhận được sự tha thứ của công chúng. Trước tâm bão dư luận, con trai phó nghệ vĩ cũng đứng lên gánh phát mọi áp lực, gửi lời xin lỗi tới công chúng. Cao Nhạc Nam cho rằng vì mình ít quan tâm tới mẹ nên mới khiến phó nghệ vĩ đi nhầm đường, lạc lối. Dẫu biết rằng hành động của phó nghệ vĩ là sai trái, nhưng thái độ thẳng thắn nhận sai của mẹ con nữ diễn viên khiến cho không ít khán giả có thiện cảm với cô, bởi lẽ đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người, chạy lại. Sau khi phó nghệ vĩ được tự do trở lại, Cao Nhạc Nam luôn ở bên, chăm sóc nữ diễn viên hết sức cẩn thận. Nàng Đắc Kỷ cũng cho biết hai mẹ con coi nhau như chị em và vô cùng thân thiết với nhau. Giờ đây ở tuổi U60, Phó Nghệ Vĩ vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, đáng ngưỡng mộ và nắm trong tay khối tài sản khủng lên tới hơn 100 triệu tể, khoảng 332 tỷ đồng nhờ vào việc kinh doanh. Việc Phó Nghệ Vĩ vẫn lẻ bóng một mình ở tuổi xế chiều cũng khiến người hâm mộ lo lắng không thôi. Khán giả hy vọng rằng mỹ nhân này có thể tìm được bờ vai vững chắc để dựa vào, sau bao trắc trở, lần đẩn đời tư.